Chào các bạn đã quay trở lại với channel Invest và Travel của Jason. À, hôm nay Jason sẽ nói về một số cổ phiếu mà sẽ có độ dao động mạnh vào tuần sau. À, chẳng hạn như tuần sau vào ngày thứ ba thì sẽ có cái sự kiện của Apple. À, vào ngày thứ ba thì Apple sẽ nói về những sản phẩm mà Apple sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới đây. Thì mình nghĩ rằng Apple sẽ dao động mạnh trong tuần tới. Bên cạnh đó thì có những công ty sẽ có report earnings như là Oracle, nghĩ rằng Oracle chỉ có dao động khoảng tầm 5 đồng mà thôi. Và sẽ có công ty Adobe. Adobe là một công ty lớn, à, hiện tại giá trị cổ phiếu trên 500 đồng thì mình nghĩ rằng Adobe sẽ dao động ít nhất là từ 20 đồng trở lên. À, ngoài ra thì thị trường sẽ không có gì dao động nhiều. Nếu các bạn có theo dõi cái channel của Jason thì các bạn sẽ thấy tháng qua Jason cũng đã nói rằng thị trường sẽ không có biến chuyển nhiều trong thời gian tới, nó sẽ ở trạng thái neutral, nó không có lên nhiều cũng không, không có xuống nhiều vì chưa có tin tức gì để có thể nâng thị trường lên trong lúc này cho nên trong lúc này nếu như các bạn có đầu tư mua bán cổ phiếu thì cách tốt nhất là các bạn có thể nên làm hình thức day trade là mua đi bán lại trong ngày nếu như các bạn có khả năng uh, biết đọc chart Bitcoin đến sắp tới đây là sắp tới mùa bầu cử cũng như là cái mùa holiday lớn của Mỹ thì thành ra mình nghĩ rằng thị trường sẽ dao động mạnh hơn thường thường trong tháng 9 thì market nó có chiều hướng đi xuống nhiều hơn đi lên thì mình hy vọng rằng sau tháng 9 thì thị trường sẽ pick up nhiều hơn và sẽ có độ dao động lên xuống nhiều hơn. Hiện tại hầu như tất cả những công ty đang nằm ở trạng thái không phải là cái giá rẻ, cũng không phải là giá mắc, đang nằm ở chính giữa. Thành ra nếu như các bạn có ý định mua long term những cổ phiếu nào trong lúc này thì cũng chưa phải là thời điểm thích hợp. Mình nghĩ rằng nên chờ có tin tức gì từ chính phủ và mình cũng nên chờ xem khi uh, Fed có cuộc họp vào tháng 9 này họ quyết định tăng lãi suất hay lại giữ lãi suất hoặc là hạ lãi suất thì điều này sẽ giúp cho mình biết cái xu hướng của thị trường sẽ như thế nào. Alright, uh, hôm nay là thứ bảy. Uh, chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về thị trường chứng khoán cũng như những cách thức đầu tư, các bạn có thể vào trang web của Jason, jasonletrading.com để biết thêm chi tiết cũng như cách thức để liên lạc Jason khi các bạn có nhu cầu muốn học hỏi để thành công. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.